Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 4 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 4 tháng 6, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên là người trả lời chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Trả lời câu hỏi của đại biểu Trịnh Minh Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long về giải pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng là vì lợi nhuận. Điều này cần quy trách nhiệm cho từng cơ quan chức năng, từng tổ chức, đồng thời bày tỏ người đứng đầu là của địa phương hay của ngành hay của cơ quan. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng đây là yêu cầu cần thiết, nhưng nếu dồn trách nhiệm cho một người thì chưa đầy đủ và cần phải tính toán. Điều này tùy thuộc vào sự vào cuộc của nhiều cơ quan, tổ chức liên quan mới có thể áp dụng các biện pháp, chế tài áp dụng để xử lý. Thời gian tới, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng sẽ tham mưu cho Chính phủ nên quy định như thế nào, đồng thời tiếp tục nghiên cứu vấn đề này sao cho đảm bảo hiệu quả. Có đại biểu nêu câu hỏi, Bộ Công Thương có giải pháp như nào để người đứng đầu, lãnh đạo quản lý công chức, địa bàn để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại, gây bức xúc trong nhân dân. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, chúng ta đã ban hành nhiều chính sách, những chính sách này liên quan đến nhiều ngành, một số cơ chế còn chồng chéo vướng mắc. Do đó, để cơ chế chính sách thực sự phát huy được hiệu quả, thì trong thời gian tới cần rà soát quy định pháp luật hiện hành thuộc trách nhiệm của ngành nào, thì ngành đó phải rà soát và tham mưu cho cấp có thẩm quyền, có cơ chế phối hợp giữa các ngành, các địa phương, quan tâm năng lực, tiếp thu cơ chế chính sách của doanh nghiệp. Đại biểu Quốc hội Cao Bằng Đoàn Thị Lê An cho biết, thời gian vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các nước nhập khẩu khởi xướng các cuộc điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại ngặt nghèo. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết ý kiến về nội dung trên. Quan điểm và giải pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nước ngoài? Tại thị trường Việt Nam, chúng ta đã và sẽ làm gì để bảo vệ doanh nghiệp trong nước? Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thời gian qua, Bộ đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản và đạt được kết quả cụ thể. Trong đó, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí đã khẳng định vai trò đầu tàu cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Tỷ lệ nội địa hóa được nâng cao trong nhiều ngành như dệt may, da giày đạt tới 50% và cơ khí đạt hơn 30%. Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi còn rất nhiều hạn chế như nguồn lực đầu tư của nhà nước từ trung ương đến địa phương vừa ít vừa khó tiếp cận, chồng chéo với nhau. Một số điều kiện hưởng ưu đãi còn khá ngặt nghèo, chưa thực sự phù hợp, khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận. Chính sách thu hút FDI của chúng ta chưa ràng buộc, chưa khuyến khích để các doanh nghiệp FDI tăng tính lan tỏa cho doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm, chưa chủ động tìm hiểu nắm bắt thông tin về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Hơn nữa, lĩnh vực này cần trình độ công nghệ và kinh nghiệm nhất định. Việc phổ biến tuyên truyền các chính sách ưu đãi đến cộng đồng doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, rào cản gia nhập thị trường khó khăn. Trước khó khăn này, thời gian tới Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu hoàn thiện đồng bộ về chính sách, trong đó nghiên cứu xây dựng luật phát triển công nghiệp trọng điểm, bao gồm những ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, chế biến, điện tử, hóa chất và năng lượng, tăng cường phân bổ nguồn lực cả trung ương và địa phương để tập trung phát triển ngành này, triển khai hiệu quả chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền chính sách trên phạm vi rộng và tăng cường chương trình hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, hỗ trợ các doanh nghiệp và đặc biệt phát huy hiệu quả các chương trình đại học cao đẳng thuộc ngành công thương. Kính thưa đồng chí Chủ tịch, ngày 3 tháng 6, đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thụy Hùng và xã Minh Khai, huyện Thạch An trước kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri, nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Cử tri xã Thụy Hùng kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm có chế độ đãi ngộ đối với người uy tín, hội người cao tuổi xóm, sớm chi trả tiền giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng cho người dân bị thu hồi đất, hỗ trợ cột điện cho các hộ dân và xây dựng thêm một trạm tiếp sóng cho xóm Khuổi Cáp, cấp trên xem xét nghiên cứu đưa các loại giống có năng suất cao như cây sâm ngọc linh vào sản xuất, xây dựng đường lên nhóm hộ phe nhọt Khuổi Cáp để người dân đi lại sinh hoạt thuận tiện. Cán bộ y bác sĩ chưa tận tình chỉ dẫn bà con, các thủ tục trong khám chữa bệnh còn nhiều, nhất là trường hợp cấp cứu. Cử tri xã Minh Khai kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến mương thủy lợi xóm Nà Kẻ, có chế độ chính sách cho đối tượng tham gia chiến tranh 3 năm, quan tâm mở đường vào rừng sản xuất, đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa xóm Nà Đỏng, đầu tư trạm phát sóng điện thoại và đường điện cho các hộ dân vùng cao, xây dựng khu tái định cư thôn Nạm Tàn. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của cử tri, đồng thời trả lời giải thích làm rõ thêm một số vấn đề cử tri hai xã quan tâm trong phạm vi thuộc thẩm quyền, yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm giải quyết những kiến nghị của người dân trong thời gian sớm nhất. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, Tổ Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch dự sinh hoạt thường kỳ của chi bộ thôn Nà Sèn, xã Minh Khai, huyện Thạch An. Tại buổi sinh hoạt, 16 đảng viên đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trong tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024, chi bộ xóm Nà Sèn thường xuyên quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của cấp trên kịp thời tới toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân. Nghe đảng viên kiến nghị một số vấn đề như tăng mức chi phí bảo vệ rừng phòng hộ, quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, mở lớp tập huấn cho bí thư chi bộ về công tác nghiệp vụ, có biện pháp dập dịch châu chấu đang bùng phát tại xóm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch đánh giá cao công tác chuẩn bị và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên, đề nghị chi bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo định kỳ, lựa chọn các vấn đề phát triển kinh tế xã hội đưa vào nội dung chương trình sinh hoạt, tiếp tục phát huy các thế mạnh của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc cây trồng vật nuôi, kiểm tra phát hiện sớm dịch bệnh để có phương án phòng trừ kịp thời, thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ khoáng sản, lâm sản tại địa phương, quan tâm phát triển đảng viên mới, bảo đảm số lượng gắn với chất lượng, quan tâm công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương. Chủ trì buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh diễn ra sáng nay, ngày 4 tháng 6, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu hai đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh chất lượng cũng như tiến độ thực hiện các công trình dự án, góp phần nâng cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh. Năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh triển khai thực hiện 9 dự án với tổng nguồn vốn được giao trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 7 dự án đang trong giai đoạn thực hiện. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, dự án đường tỉnh 208 giai đoạn 2 nối 4 huyện Thạch An, Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh, dự án cải tạo nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa đến thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, dự án cầu Bản Đe, sông Gâm kết nối quốc lộ 34, xã Quảng Lâm, Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm. Theo kế hoạch vốn giao, vốn cho dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 1.300 tỷ đồng. Hiện nay kết quả giải ngân chung mới chỉ đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 1,64% kế hoạch vốn giao. Việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch chủ yếu do vướng mắc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thiếu vật liệu xây dựng thông thường. Đối với Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, triển khai thực hiện 24 dự án, chủ yếu là các công trình xây dựng cơ bản thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và một số dự án trọng điểm. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán, một số vấn đề liên quan đến cơ chế thanh toán khi sử dụng ngân sách của tỉnh để chi cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh qua địa phận tỉnh Lạng Sơn.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh, các dự án do hai ban quản lý dự án làm chủ đầu tư đều là những dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh, được xác định là các công trình chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Do đó, cần tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của hai ban quản lý dự án còn chậm. Đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết kịp thời chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng thực hiện cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn, phối hợp cùng hai huyện Thạch An, Quảng Hòa phê duyệt kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án cao tốc giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ động xử lý các tồn tại vướng mắc, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng không để xảy ra khiếu kiện phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông, đối với những dự án mới phải chuẩn bị lập bản đồ đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng rồi mới tiến hành khởi công, tránh tình trạng lãng phí, không giải ngân được vốn đầu tư. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn đốc chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn đầu tư của từng dự án, đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao năm 2024. Thực hiện tốt công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các gói thầu đang triển khai, các gói thầu chuyển tiếp từ năm trước sang và các gói thầu sẽ khởi công mới trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, thanh toán, bảo hành công trình theo đúng quy định hiện hành. Đối với dự án xây mới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với thành phố giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền vận động có kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để kịp thời triển khai dự án. Hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng công trình bảo tàng tỉnh trước tháng 9, kịp thời phục vụ hội nghị quốc tế của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 tổ chức tại Cao Bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến đề xuất của hai ban quản lý dự án, đề nghị các sở ngành sớm tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc, phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn được giao, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Sáng ngày 4 tháng 6, đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, chủ trì cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2024 và báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, công tác truyền thông được triển khai trong các cuộc họp sinh hoạt hội viên trên các phương tiện thông tin. Hàng chục tin bài ảnh trên 50 băng rôn khẩu hiệu góp phần nâng cao nhận thức về hiến máu cứu người trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng dân cư tham gia hiến máu tình nguyện. Với sự nỗ lực của các cấp ngành địa phương, cơ quan đơn vị, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện được 14 đợt, với hơn 4.200 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.920 đơn vị máu. Các đợt hiến máu tình nguyện đều tổ chức thực hiện bảo đảm đúng các quy trình và chi trả chế độ quyền lợi cho người hiến máu tình nguyện theo đúng quy định. Chương trình Hành trình đỏ năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2024, tổ chức tại tỉnh và 3 huyện, thành phố. Chương trình nhằm tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 5.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, vận động khoảng 2.500 người đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận từ 1.287 đơn vị máu trở lên. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp hoạt động theo chức năng và địa bàn được phân công phụ trách. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để bổ sung hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm, rà soát lại các chỉ tiêu trong kế hoạch thực hiện chương trình Hành trình đỏ năm 2024, nhất trí thời gian, địa điểm tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2024 cấp tỉnh tại Trường Cao đẳng Sư phạm vào ngày 22 tháng 6. Hội chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức chương trình thành công, tổng hợp đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần để động viên kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 6 tại xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bàn giao công trình thắp sáng đường quê. Tới dự có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Khởi công từ tháng 4 năm 2024,
Công trình hiện đã hoàn thành bao gồm 55 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, chiều dài gần 2 km trải dài qua hai xóm Tài Nam 1 và Tài Nam 2 với tổng số tiền 110 triệu đồng, trong đó ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh tài trợ 70 triệu đồng, đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp, công đoàn viên chức tỉnh tài trợ 40 triệu đồng. Xã Cao Trương có gần 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo còn chiếm 10%. Việc lắp đặt đèn thắp sáng đường quê giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm. Đây là hạng mục giúp cho xã Cao Trương đạt các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao, đáp ứng cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Dịp này, ngân hàng BIDV Cao Bằng tài trợ kinh phí để xây 2 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị 140 triệu đồng. Đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp, công đoàn viên chức tỉnh trao 5 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024 và Đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2027 trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh. Cùng với các đơn vị trong toàn quân, sáng ngày 4 tháng 6, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Tham dự có Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1, Đại tá Đàm Minh Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2024, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ huấn luyện 270 chiến sĩ mới đến từ 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã hoàn thành toàn diện các nội dung chương trình huấn luyện, các chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm: huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm với khẩu hiệu thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Kết quả kiểm tra, 100% khoa mục đều đạt yêu cầu, có 80% đạt khá giỏi. Quân khu theo dõi kiểm tra 3 tiếng nổ, kết quả bắn súng AK có trên 70% đạt khá giỏi, ném lựu đạn và đánh lượng nổ đạt giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, 100% chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có nhiều chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc được cấp trên biểu dương khen thưởng. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương những kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế để tiếp tục thực hiện chương trình huấn luyện cơ bản đối với chiến sĩ năm thứ nhất. Đề nghị cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm chắc và vận dụng tốt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn, phương án và tình huống chiến đấu, giỏi tác chiến độc lập, đồng thời chú trọng nâng cao khả năng tác chiến, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ theo nhiệm vụ được giao. Trước quân kỳ quyết thắng, đại diện chiến sĩ mới đã tuyên thệ, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức trao vũ khí cho các chiến sĩ mới, đơn vị đã tổ chức duyệt đội ngũ, thể hiện sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời thực hiện đồng diễn võ thuật, đồng diễn thể dục. Sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới sẽ được tổ chức biên chế về các đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Qua 3 tháng huấn luyện với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, 170 chiến sĩ nhập ngũ năm 2024, tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã hoàn thành các nội dung huấn luyện theo chương trình quy định của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng. Theo đó, 100% chiến sĩ mới đã có nhận thức sâu sắc về bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Xác định rõ vai trò trách nhiệm, có động cơ phấn đấu tốt trong học tập và rèn luyện, có ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, biết cách sử dụng, quản lý, bảo quản các loại vũ khí có trong biên chế, thuần thục các động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thực hành tốt điều lệnh đội ngũ, duy trì thể lực, nâng cao sức khỏe. Kết quả kiểm tra các nội dung đạt 100% yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, đơn vị đạt huấn luyện khá. Dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ nguyện ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Đảng và quân đội giao phó.
Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị đơn vị đến các cán bộ khung huấn luyện cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ chiến thuật nghiệp vụ biên phòng. Các chiến sĩ mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và các chế độ quy định của đơn vị, phấn đấu đạt kết quả huấn luyện cao nhất. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2024 đến trước 24 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2024. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông đã hoàn thành. Sau đây là kết quả đạt giải của tập thể, cá nhân. Sau 4 ngày phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 34.264 bài dự thi hợp lệ, trong đó số bài dự thi trả lời đúng 2020 câu hỏi là 122 bài. Đây là cuộc thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Cao Bằng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Dông. Kết quả, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai phát động cuộc thi tại địa phương, đơn vị đạt kết quả cao nhất và xếp giải tập thể theo thứ tự từ cao xuống thấp. Có 11 cá nhân dự thi có kết quả thi cao nhất và xếp giải cá nhân theo thứ tự từ cao xuống thấp. Quý vị xem danh sách kèm theo trên trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Cao Bằng. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải trong tháng 6 năm 2024. Trong hai ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trên 140 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới trên 2 tỷ đồng, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động trên 600 hộ gia đình di rời chuồng trại, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh để thực hiện tiêu chí số 17, vận động nhân dân hiến 12.256 m2 đất, huy động trên 30.000 ngày công lao động, xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng. Đến nay, các xã trung bình đạt 9,17 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân dân trồng trên 2.000 ha cây quế, cây dược liệu dưới tán rừng, huy động trên 2.500 công lao động, hỗ trợ nhân dân thực hiện điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, xã Quang Thành, rừng trúc, bản phường, xã Thành Công. Từ các mô hình phát triển kinh tế gắn với du lịch đã đem lại thu nhập cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm từ 3 đến 6% một năm. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Chủ trì được 309 cuộc giám sát, phối hợp tham gia giám sát được 77 cuộc. Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện, phối hợp hoạt động với các tổ chức thành viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội đã hiệp thương cử ra 53 người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa mới và cử 15 vị đại biểu dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 được Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện biểu dương khen thưởng. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Hạ Lang đến tiếp xúc cử tri các xã Minh Long và xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang trước kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Minh Long kiến nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ xây đập phai tại xóm Lũng Đa, xây kè bờ sông Quế Sơn thuộc địa bàn xóm Lũng Đa, hỗ trợ kinh phí lắp đèn năng lượng mặt trời tại các xóm trên địa bàn xã, xem xét các chế độ chính sách cho người cao tuổi, mở lại phòng khám đa khoa khu vực bằng ca để nhân dân tiện khám chữa bệnh, cắm biển báo tại tuyến đường 206, đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Minh Long đến xã Lý Quốc dài 8 km. Cử tri xã Đồng Loan kiến nghị nhà nước đầu tư kéo cột điện bê tông cho xóm vùng xa, đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi, sớm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện giải trình, làm rõ thêm một số nội dung cử tri kiến nghị tổng hợp, chuyển các cấp ngành xem xét giải quyết.
Hội đồng Nhân dân huyện Trùng Khánh khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề, cho ý kiến 27 nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản. Kỳ họp đã xem xét nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025, huyện Trùng Khánh lần thứ 7, vốn ngân sách địa phương quản lý, 9 nghị quyết về phê duyệt đầu tư 9 dự án đầu tư cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc, trường học, chợ nông sản, sân thể thao và 17 nghị quyết về hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn các xã thị trấn trên địa bàn huyện với tổng vốn trên 36 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án về cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc, trường học, sân thể thao, chợ nông sản tổng vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng. 17 dự án còn lại được hỗ trợ mức đầu tư trên 5 tỷ đồng. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, kỳ họp đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết trên, sau đó kỳ họp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn một số huyện, thành phố xuất hiện châu chấu tre lưng vàng với mật độ dày đặc. Tuy nhiên, đã triển khai các biện pháp phun thuốc phòng trừ, nhưng số lượng châu chấu vẫn tiếp tục phát triển. Nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến người dân lo lắng. Ghi nhận tại huyện Thạch An. Tại ruộng ngô đang trong thời gian phát triển bắp bị châu chấu tre lưng vàng bám kín. Chị Huyền, xã Minh Khai, huyện Thạch An cho biết, gia đình chị có ruộng nương trên dãy và khoảng hơn 2.000 m2 đất ruộng để trồng ngô lúa. Những ngày gần đây, châu chấu tre di chuyển xuống đồng ruộng với số lượng lớn, sức ăn khỏe khiến cây không thể phát triển. Châu chấu xuất hiện trên đồng ruộng của tôi là đã 7-8 ngày rồi. Phun thuốc nó cũng không chết được hết, phun xong nó lại trở về lại một đàn mới tiếp theo. Trên đồi nó ăn gieo lúa nương nó ăn hết rồi, bây giờ lại xuống ruộng ăn ngô. Và mùa màng của tôi là đã không thu hoạch được như mọi năm rồi, bây giờ đã thất thu đi khoảng 70-80% rồi. Cây ngô không thể phát triển được nữa rồi bây giờ ấy. Tôi mong muốn chính quyền làm thế nào giúp dân được diệt trừ được con châu chấu này thì dân chúng tôi cảm ơn. Dọc tuyến đường từ xã Canh Tân đến xã Minh Khai, châu chấu tre xuất hiện khá nhiều, bám nhiều trên các loại cây cối hai bên đường. Thời điểm này, cây ngô trồng đang trong giai đoạn trổ cờ, phun dâu, bắp non, lúa đang trong giai đoạn đứng cái, làm đồng. Nhưng một số diện tích trồng đã trở nên sơ xác, héo khô, trơ cành. Từ cuối tháng 3, sau khi phát hiện một ổ dịch, xã đã cung cấp thuốc để phun diệt trừ. Nhưng châu chấu vẫn tiếp tục phát triển. Các đàn châu chấu tre có xu hướng di chuyển nhanh, gây hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Phát hiện châu chấu là chưa năm nào như năm nay. Lúc đầu là bị một ổ thôi. Tôi cũng cấp thuốc cho dân phun, phun về sau là cũng chết. Chết là ổ kia lại không lan về lại. Lúc đầu là vừa có một xóm. Tại vì nắng mưa thất thường ấy, thì lại phun được một hôm. Hôm sau thì tối đấy mưa thì hôm sau lại xuống tiếp. Tại, con này là năm nay là nó ăn khỏe hơn sau di chuyển. Xong là nó lại nở nhiều quá, thế là thành dập chết, chết thì nó lại xuống. Thế là ở trên rừng là đồi vầu các thứ, cỏ dại các thứ là nó ăn hết rồi, chưa thấy năm nào như năm nay. Với mật độ gia tăng 7 đến 8 lần so với năm 2023 và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, hiện nay trên địa bàn xã có 5 trên 7 xóm bị ảnh hưởng, mật độ khoảng 400 đến 600 con một mét vuông. Chủ yếu gây thiệt hại các loại cây trồng, như ngô, lúa, vầu. Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai một số biện pháp phun thuốc diệt trừ, tuyên truyền khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình. Đối với những cái diện tích lúa, ngô của người dân bị ảnh hưởng thì chúng tôi cũng đã có cái khuyến cáo cho người dân là thường xuyên thăm đồng, kiểm tra cũng như là theo dõi đối với những cái diện tích mà có xuất hiện dịch châu chấu. Và tại địa bàn xã Minh Khai thì có 5 trên 7 xóm đã xuất hiện cái dịch châu chấu tre lưng vàng. Khi mà dịch xuất hiện thì là cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp là tuyên truyền đến người dân, cấp phát thuốc, và chúng tôi cũng đã trao đổi với cơ quan chuyên môn như Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp huyện là xin ý kiến là
là xin cung ứng thuốc trước để cho các hộ là về phun phòng dịch, rồi là thành lập tại một số xóm là thành lập cái tổ phun hỗ trợ cho người dân đối với những cái diện tích nào mà có dịch nhiều, có xuất hiện nhiều châu chấu xuất hiện. Trợ người dân là hiện nay là một số ruộng lúa của người dân, diện tích lúa cũng đã được bảo vệ. Và tuy nhiên là cũng có một số diện tích ngô là cũng đã bị ảnh hưởng trụi lá rồi là trụi bông, là một số ruộng diện tích thì là có khả năng là sẽ bị không có kết quả, không được thu hoạch sản phẩm. Tuy đã triển khai các biện pháp phòng trừ, nhưng tình hình châu chấu gây hại vẫn tiếp tục phát triển, do đó cần có biện pháp tích cực quyết liệt hơn để diệt trừ côn trùng gây hại, bảo vệ mùa màng cho người dân. Tính đến hết tháng 5 năm 2024, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Hà Quảng xảy ra 5 đợt thiên tai, làm ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân, ước tổng thiệt hại về vật chất hơn 5 tỷ 747 triệu đồng. Theo đó, các đợt mưa lớn, gió lốc, mưa đá đã làm 1.546 ngôi nhà bị tốc mái, làm thiệt hại 22.676 tấm lợp bờ xi măng, khoảng 261.100 viên ngói âm dương, 1.211 mét vuông tôn lợp. 4 trường học bị tốc mái, chuồng trại, các công trình công cộng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, một nhà màng của hộ dân bị sập hoàn toàn, một nhà màng do lốc xoáy bị thiệt hại trên 70% gốc cây dưa lưới. Biển khu di tích lịch sử Kim Đồng và một số biển tuyên truyền nông thôn mới bị hỏng. Diện tích hoa màu bị thiệt hại từ 30 đến 50% với 581,61 ha. Cấp ủy chính quyền huyện đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, nhân dân vùng thiên tai khắc phục thiệt hại và động viên hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống. Thưa quý vị và các bạn, tại xóm Quốc Tuấn, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa có một bí thư chi bộ được nhiều người biết đến không chỉ năng động, nhiệt tình trong các phong trào. Ông Phùng Văn Trì còn được nhiều người biết đến là một tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu với nhiều mô hình mới lạ. Ông Phùng Văn Trì sinh ra trong hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, dù đã đi làm thuê ở nhiều nơi, nhưng công việc luôn bấp bênh không ổn định. Nên ông quyết tâm phát triển kinh tế ngay tại quê nhà với quyết tâm thoát nghèo. Nhận thấy các giống cây trồng truyền thống đạt năng suất thấp, từ những năm 2000, ông là một trong những hộ gia đình đầu tiên trồng giống ngô lai đem lại hiệu quả kinh tế cao, kết hợp với trồng giống khoai lang mới phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Không dừng ở đó, ông Trì tiếp tục chuyển 2.000 m2 đất sang trồng cây su su và trồng thử nghiệm 400 gốc bí xanh các loại. Kết quả, năm đầu đã cho thu hoạch 3 tấn su su và 3 tấn bí xanh một năm, cung cấp cho các chợ, siêu thị ở thành phố. Vào đầu những năm 2000, câu chuyện về chuyển đổi mạnh mẽ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao đã thổi luồng sinh khí mới đến với nhiều người dân ở nông thôn. Đó là nền tảng quan trọng khiến cho người nông dân hôm nay tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhận thấy người nông dân nhiệt tình, năng nổ, biết khai thác tiềm năng thế mạnh nông nghiệp của địa phương. Từ năm 2020, ông Phùng Văn Trì được chi bộ xóm Quốc Tuấn tín nhiệm giữ chức bí thư chi bộ xóm. Trách nhiệm là người gương mẫu, truyền đạt kiến thức theo hướng chỉ tay cầm việc cho bà con. Đến nay, sản phẩm nông sản của gia đình ông đều đảm bảo chất lượng hữu cơ. Trong đó, su su đã đạt chứng nhận Việt Gáp, một trong những tiêu chuẩn đã yêu cầu tốt theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây là một trong những điều kiện cần để nông sản Việt có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn. Hiện tại, gia đình ông có tổng hơn 2 hectare diện tích trồng cây nông nghiệp các loại được sản xuất hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tận dụng nguồn thức ăn có sẵn từ các loại cây trồng, gia đình ông đã nuôi thêm lợn. Năm 2023, gia đình ông xuất bán 5 tấn lợn thương phẩm. Hiện tại, gia đình ông đang nuôi 20 con, bao gồm cả lợn nái. Trong quá trình chăn nuôi, ông Trì đi nhiều nơi học hỏi về cách phòng chống bệnh cho vật nuôi. Kiến thức mới được tiếp thu, ông lại về truyền đạt cho bà con. Từ năm 2010, ông còn mở thêm mô hình chăn nuôi nhím thương phẩm bán cho thương lái các tỉnh lân cận, tăng thêm thu nhập 20 đến 30 triệu đồng mỗi năm. Từ mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp gia đình ông Trì có thêm thu nhập mỗi năm khoảng 500 triệu đồng. Bà con thấy gia đình thực hiện như vậy thì cũng
học tập làm theo và mình cũng hướng dẫn bà con để thực hiện theo, rồi cùng nhau chuyển đổi cái giống cây trồng và đưa vào sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình. Cả cái làng là cái tỷ lệ hộ nghèo là cũng giảm đáng kể. Các loại cây mình sản xuất ra, kể cả dây, kể cả cái củ quả mình không bán ra thị trường được, đã bỏ phí đi thì chú lại tận dụng để sử dụng cái thức ăn đấy để chăn nuôi, tận dụng ăn hết, coi như là không sử dụng hết cái thức ăn của mình. Cùng với việc năng động phát triển kinh tế gia đình, dù ở cương vị nào, Bí thư chi bộ Phùng Văn Trì cũng luôn tiên phong, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong năm vừa qua, ông đã vận động bà con đóng góp công sức ngày công lao động để bê tông hóa đường nông thôn, di rời 100% chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Nhiều năm liền, gia đình ông Phùng Văn Trì đạt hộ nông dân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Vào hồi 22 giờ ngày 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an huyện Trùng Khánh bắt quả tang một vụ, một đối tượng về hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin. Tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm Bản Quam, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông cầm một túi ni lông màu đỏ, bên trong có chứa 4 bánh heroin. Qua khai thác nhanh, đối tượng là Mã Sơn Hà, sinh năm 1981, trú tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, lấy số ma túy nói trên từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch để mang bán cho người khác kiếm lời. Khi đang trên đường mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.